Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp những cửa hàng Honda được ủy nhiệm tại Hà Nội để các bạn tham khảo khi mà có nhu cầu mua một chiếc xe máy chính hãng. Các bạn có thể tham khảo cửa hàng Honda Thắng Lợi, công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi Hà Nội được thành lập năm 1998 và đã cùng công ty Honda Việt Nam đưa những sản phẩm đầu tiên đến tay người tiêu dùng. Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối sản phẩm xe máy Honda và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi Hà Nội tự tin là một trong những doanh nghiệp được tiêu dùng tín nhiệm và là địa chỉ tin cậy trên thị trường Hà Nội. Hiện nay thì ở trên địa bàn Hà Nội có khá là nhiều địa chỉ của Honda Thắng Lợi. Các bạn có thể tham khảo mình đã dán trên màn hình như là Honda Thắng Lợi 1, Honda Thắng Lợi 2, Honda Thắng Lợi 3, thì những thông tin và số điện thoại các bạn có thể tham khảo. Tiếp theo đó là cửa hàng Honda Cường Ngân. Công ty xe máy Cường Ngân được thành lập và có mặt trên thị trường Hà Nội từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, công ty xe máy Cường Ngân đã không ngừng trưởng thành và phát triển nhờ có hoạt động uy tín trên thị trường Hà Nội. Với bề dày trên 20 năm kinh doanh xe máy, Honda Việt Nam đã chọn công ty Cường Ngân để liên doanh và mở hai head kiểu mẫu điển hình đầu tiên tại 50A Trần Nhân Tông và 115 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Các bạn có thể tới trực tiếp những địa chỉ mà mình vừa nêu trên để xem và tham khảo những dòng xe máy và giá xe máy Honda nhé. Tiếp theo các bạn có thể tham khảo đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Hồng Hạnh, được thành lập từ năm 1996. Hơn 18 năm hoạt động và phát triển thì công ty Hồng Hạnh đã cung cấp hàng triệu xe gắn máy cho người tiêu dùng và trở thành một trong những đơn vị tin cậy, uy tín trong lĩnh vực kinh doanh xe máy tại thị trường miền Bắc nói chung cũng như thủ đô Hà Nội nói riêng. Địa chỉ lần lượt đó là 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, số 7 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, 18 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thêm một địa chỉ nữa đó là Honda Nam Anh, công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Nam Anh hay còn gọi là Honda Nam Anh. Đây là cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, được thành lập năm 1998, là cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm đầu tiên tại Việt Nam. Chính vì vậy, Honda Nam Anh đã đào tạo ra những người thợ kỹ thuật trung thực, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đạt giải cao trong khu vực Đông Nam Á và trong nước. Honda Nam Anh được đặt tại địa chỉ số 101A, Nguyễn Như Con Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Phải kể đến tiếp theo đó là Honda Moto Nguyễn Trãi, được thành lập vào năm 1998. Hơn 14 năm hình thành và phát triển, công ty đã trở thành doanh nghiệp kinh doanh xe máy hàng đầu tại Hà Nội và các vùng lân cận, phục vụ cho hơn nửa triệu khách hàng. Hiện tại thì công ty sở hữu 3 hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm. Mỗi head có các chức năng kinh doanh xe máy Honda chính hãng, cung cấp phụ tùng chính hiệu, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chính thức, hướng dẫn lái xe an toàn, thay dầu nhớt cho xe máy. Cơ sở 1 được đặt tại 251 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ sở 2 đặt tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Các bạn có thể tham khảo thêm đại lý Honda Hải Dương. Honda Hải Dương được thành lập và quản trị bởi kiến trúc sư Trần Đình Hùng cùng các cộng sự. Trong nhiều năm vừa qua thì kiến trúc sư Trần Đình Hùng cùng làm việc với các công ty nội thất, đặc biệt là công ty Sĩ Tấn, một công ty hàng đầu trong việc thiết kế và thi công các head Honda trên cả nước. Mục đích của showroom Honda được lập nhằm gửi tới các anh chị em trong lĩnh vực kinh doanh xe máy nói chung và các head Honda nói riêng những thiết kế đẹp trong trang trí nội thất showroom xe máy. Những sản phẩm xe máy tiêu biểu, những ý tưởng độc đáo để trang trí, làm đẹp cho showroom. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc thi công, trang trí cho các showroom mới và các showroom đang sửa chữa, nâng cấp. Địa chỉ được đặt tại số 182 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngoài ra, có các danh sách cửa hàng Honda ủy nhiệm tại từng quận mà các bạn có thể tham khảo, mình sẽ dán trên màn hình. Trước tiên đó là quận Hà Đông, sau đó sẽ là quận Hoàn Kiếm, quận Long Biên, quận Hai Bà Trưng, quận Cầu Giấy và quận Đống Đa. Thì những ai ở khu vực nào thì có thể tham khảo những cái hit Honda ở từng quận.
để có những lựa chọn phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.